Đến khi cây nấm này gần kết thúc chu kỳ sống, nó sẽ điều khiển con vật rời xa khỏi tổ ấm, ra đi với một hành tung tựa như zombie. Tất cả những chú kiến bị nhiễm loại nấm này đều tìm đến những địa điểm tương đồng. 10 loài ký sinh hách não vật chủ. Sinh vật ký sinh là một điều rất bình thường trong tự nhiên và đối với con người thì cũng có thể bị ký sinh. Tuy nhiên là có nhiều loài ký sinh đã đạt tới đẳng cấp là có thể biến vật chủ trở thành zombie và thậm chí là khiến cho vật chủ trở thành săn phai nhớt, điều khiển và chiếm đoạt luôn thân thể của vật chủ. Hãy cùng Top Bí Ẩn tìm hiểu xem 10 con vật ký sinh có khả năng hách não vật chủ nhé. 1. Sâu đuôi ngựa kamikaze. Loài ký sinh này sống ở vật chủ là dế, muỗi hay bọ gậy hoặc các sinh vật phù du có trong nước. Trước khi có thể lọt vào bụng một vật chủ, trước hết ấu trùng loài sâu này chấp nhận bị ăn bởi ấu trùng của một loài côn trùng khác. Khi các ấu trùng vật chủ trưởng thành, chúng ra khỏi mặt nước và bị châu chấu hoặc dế ăn thịt. Đấy là lúc ấu trùng sâu đuôi ngựa bắt đầu cựa mình. Tuy ngụ cư ở trên mặt đất, nhưng đến cuối đời loài sâu này lại tìm cách trở lại với ao hồ. Và vì dế hay châu chấu không biết bơi, nên loài sâu này buộc phải can thiệp vào não của vật chủ để đạt được mục đích. Sau khi bị tác động vào hệ thống thần kinh trung ương, thì chú châu chấu hay là chú dế đáng thương sẽ tự chết đuối trong hồ nước. Chỉ chờ có thế, loài sâu đuôi ngựa này chui ra khỏi bụng của vật chủ và bắt đầu đẻ trứng, chuẩn bị cho vòng tuần hoàn của một thế hệ sâu đuôi ngựa mới. 2. Sâu dẹt khoang xanh. Nếu bạn cảm thấy chú ốc sên với hai cuốn mắt rực rỡ, ngoe ngoại với những dải màu ngọc bích hoặc xanh dầu ô liu đến được bọc bằng những vết đốm màu xám của than thì hãy chú ý, đó không chỉ là một chú ốc thông thường. Thực ra chú ốc này đang bị nhiễm sâu dẹt. Những con ốc này chỉ là vật chủ trung gian trong chu kỳ sống của loài sâu dẹt. Trước hết là chúng sẽ tìm cách bò lên cho được tới đỉnh của mắt của con ốc. Từ đó những con ốc này sẽ trở nên dễ phát hiện và ngon mắt hơn trong mắt những con chim ở gần ấy. Những con ốc bị nhiễm sâu dẹt và chúng tìm cách leo lên những cái cây cao, nằm vắt vẻo ở những vị trí lộ thiên, phù hợp làm bữa ăn cho đám chim săn mồi. Và mục tiêu sau cùng của loài sâu dẹt chính là bụng những con chim. Tại đấy chúng sẽ sinh sôi và đẻ trứng và theo đường chim bay, chu kỳ lây nhiễm lại tiếp tục. 3. Ông ngọc lục bảo. Cơ thể ông ánh với màu ngọc lục bảo với những chấm đỏ thẫm nằm trên hai chân của mình thì ông ngọc lục bảo là một loài côn trùng tuyệt đẹp. Nhưng người ta thường có câu, càng đẹp thì càng độc. Với những chú gián ở gần đấy thì ông ngọc lục bảo là một nỗi sợ hãi. Tuy chỉ nhỏ bằng 1/6 kích thước chú gián, nhưng ông ngọc lục bảo không hề ngần ngại. Chỉ một cú châm gây tê liệt, con ong đã hách được hệ thần kinh của những chú gián thông qua một hóa chất truyền tín hiệu giữa các neuron. Chú gián trở thành một zombie bất đắc dĩ. Sau khi làm tê liệt chú gián tội nghiệp, con ong hút chất dinh dưỡng trong cơ thể vật chủ, ngoạm đứt những cây râu đóng vai trò anten định hướng của những chú gián. Giờ đây con ong có thể dắt chú gián đi bất kỳ đâu nó muốn, giống như là chúng ta dắt chó đi dạo vậy. Điểm đến của con ong là những chiếc tổ của nó, nơi mà bụng chú gián sẽ chứa đầy trứng ong chờ được nở. Ấu trùng ong nở ra và chúng chỉ việc đánh chén cơ thể con vật tội nghiệp trước khi tháo bung ra ngoài khỏi phần còn lại. 4. Virus bệnh dại. Bạn có vẻ thấy lạ lẫm khi nghĩ virus bệnh dại như một thể ký sinh, nhưng các nhà sinh vật học lại hoàn toàn nghĩ như thế. Levi Morin thuộc Đại học Emory tại Atlanta, Georgia, Mỹ cho rằng là tôi sẽ gọi virus dại hay cảm cúm là những thể ký sinh bởi vì chúng làm suy giảm thể chất của vật chủ hoặc vì chúng đạt được mục đích của mình bằng cái giá mà vật chủ bỏ ra. Dại là một căn bệnh đáng sợ khi nó làm xóa đi khoảng cách giữa con người và động vật. Virus dại lây nhiễm thông qua nước miếng của vật chủ, thường là từ vết thương hở như bị cào cấu hay là cắn. Nó khiến cho những vật bị nhiễm thường là dơi hoặc là chó, thậm chí là cả con người trở nên hung hãn, can thiệp hành vi của vật chủ chỉ nhằm mục đích lây lan chúng ra ngoài. Và điều sau cùng là dẫn tới các khó khăn cho chính vật chủ, ví dụ như nuốt thức ăn, làm vật chủ bị đói hoặc suy giảm đường huyết và mất nước. 5. Virus bệnh cúm. Đây là một virus đã không còn quá xa lạ đối với con người và từ năm 2010 thì một nghiên cứu của Judith Reber thuộc Đại học Binghamton tại New York đã cho thấy là virus cúm khiến con người thay đổi hành vi. Cụ thể là những người bệnh trở nên hòa đồng hơn với mọi người. Nhóm nghiên cứu của Judith nhận ra rằng là những người được tiêm vaccine cúm, có thể gọi là thể virus được làm yếu, bỗng dưng tương tác hơn với nhiều người. Khi so sánh 48 giờ trước và 48 giờ sau của những người bị phơi nhiễm, họ nhận ra rằng là những người này có xu hướng tìm đến những chỗ đông người như là quán bar hay các bữa tiệc. Tuy chỉ là một nghiên cứu nhỏ, song nó cũng gây ra nhiều suy nghĩ. Rõ ràng việc tiếp xúc với nhiều người hơn sẽ giúp virus lan truyền tốt hơn, kể cả khi virus còn đang ủ bệnh và chưa gây ra các triệu chứng thực sự. Nhưng một khi bệnh đã xảy ra thì thường nó kéo theo nhiều người bệnh cùng lúc do họ đã bị phơi nhiễm từ trước. Có thể thấy những con virus rất thích chỗ đông người, chả thế mà y như rằng là ai dính con virus corona thì đều đi như là đi phượt. 6. Sán Cytocephalus solidus. Trong nghiên cứu của mình, Nina Huffer và Manres Milinski tại phòng sinh học tiến hóa thuộc Học viện Flint tại Florida, Đức đã cho một số sinh vật giáp xác bị lây nhiễm loài sán Cytocephalus solidus. Mục tiêu sau cùng của loài sán trên là tìm cách nhiễm vào loài cá gai bằng cách kích thích loài giáp xác lộ diện trước mặt sinh vật ăn mồi để bị ăn thịt. Nina và Manres nhận ra rằng nếu hai con sán trên cùng ở một thể giám sát và muốn chuyển cái nơi cư trú vào loài cá gai thì chúng sẽ cùng tác động vật chủ khiến hành vi trở nên mạnh mẽ. Xong ngược lại, nếu chỉ có một con sán già hơn muốn chuyển sang cơ thể cá gai nhưng con còn lại trẻ hơn chưa sẵn sàng thì con giám sát vẫn tự kiểm soát được hành vi của chính nó.
và sau cùng dường như đã có cuộc tranh giành giữa hai con sáng để nắm quyền kiểm soát vật chủ. Kết quả của Nina và Menret ghi nhận có vẻ con sáng già hơn đã phá hoại thành công tên đồng loại ít tuổi mà ngang ngạnh. 7. Trùng Tosoplasmosis. Đây có lẽ là một trong những loài ký sinh nổi tiếng nhất vì vật chủ mà loài trùng đơn bào này nhắm tới thường sống quanh nơi ở của con người. Đối tượng đầu tiên bị lây nhiễm là chuột đồng và chuột nhà. Theo một nghiên cứu từ năm 2007, những con chuột bị nhiễm loại trùng trên mất cảm giác sợ loài mèo. Ngược lại, chúng còn tỏ ra bị hấp dẫn bởi phormone có trong nước tiểu mèo. Con vật ít trốn tránh và thường lảng vảng xung quanh nơi lũ mèo sinh sống, nhằm một mục tiêu sau cùng là đưa loài trùng này vào bụng lũ mèo. Vì mèo là một thú nuôi phổ biến nên lượng người mắc phải loài trùng này khá nhiều, có từ 30 đến 60% người mắc phải trùng Tigondi. Tuy vậy, liệu loài ký sinh này có tác động lên thần kinh con người hay không vẫn còn chưa sáng tỏ. Một bản nghiên cứu từ năm 2006 của Kelvin Lafferty tại phòng thăm dò địa chất thuộc Santa Barbara, California cho thấy là một số thay đổi về mặt hành vi của người bị nhiễm Tigondi. 8. Ông Deinocampus coccinellae, loài bọ rùa ladybird, nhìn có vẻ đáng yêu với những đốm hoa văn trên lưng của chúng, nhưng chúng không dễ bị bắt nạt. Khi bị tấn công thì chúng sẽ tiết ra một chất độc rất đáng sợ. Những cái đốm trên lưng chúng cũng ám chỉ cho các loài săn mồi đừng nên động vào, và đó là lý do mà loài ong bắp cày này đã lợi dụng ladybird. Chỉ với một cú châm, một quả trứng nằm lại trên vỏ của chú bọ rùa này. Khi trứng ong nở, ấu trùng sẽ ăn dần nội tạng của chú bọ rùa trước khi đục thủng bụng con vật đáng thương để đóng kén ngay dưới chân nó. Giờ đây, chú bọ rùa hóa thành vệ sĩ bất đắc dĩ cho chiếc kén bên dưới bụng. Chú bọ rùa sẽ không chết ngay mà cố bảo vệ con vật đã ăn mòn cơ thể của mình. Chưa rõ tại sao chúng lại hành động như thế, nhưng có vẻ độc chất mà ấu trùng ong bắp cày để lại đã tác động lên hệ thần kinh của chú bọ và điều khiển thần kinh của ladybird để bảo vệ nó. 9. Hà Saxilina. Loài hà Saxilina tìm nơi ẩn mình trên cơ thể của một con cua. Nó sẽ xâm nhập vào bên trong bằng cách tìm một kẽ hở nằm giữa tiếp điểm của những chiếc càng. Sau khi sẽ được lớp vỏ cứng bên ngoài, hà Saxilina bấu chặt mình vào cơ thể vật chủ. Lúc này nhìn nó giống như một con ốc hơn là một loài hà vốn cả đời bám mình trên vách đá hoặc ở mạng dưới một chiếc tàu biển. Đột nhập được vào bên trong, hà Saxilina chỉ việc ăn và đẻ. Đến khi trưởng thành thì hà Saxilina trông như một cái trứng mềm nhún nhảy trên cơ thể của con cua. Điều đặc biệt là nếu con cua giống cái, hà Saxilina sẽ bắt nó chăm sóc hàng triệu ấu trùng loài hà này khi nó đu bám trên vật chủ. Nhưng nếu con cua giống đực, hà Saxilina sẽ bắt nó lai cái để thực hiện cùng một hành vi. Chưa hết, hà Saxilina còn khiến cho tuyến sinh dục của con cua tiêu biến, ngừng phát triển các càng cua và chỉ nở to bụng lên để nuôi ấu trùng hà này. 10. Nấm ký sinh kiến. Kiến là một loài rất giỏi về năng lực định vị, đặc biệt là trong tìm kiếm thức ăn. Nhưng khi bị nhiễm loài nấm Ophiocordyceps sinensalis, loài kiến Camelotus leonardi vốn sống ở các rừng mưa nhiệt đới bắt đầu lạc đường đến những nơi không cần đến. Một bản nghiên cứu từ năm 2009 cho thấy, một khi bào tử nấm Ophiocordyceps sinensalis tìm được vật chủ, nó sẽ mất từ 3 đến 9 ngày để phát triển. Đến khi cây nấm này gần kết thúc chu kỳ sống, nó sẽ điều khiển con vật rời xa khỏi tổ ấm, ra đi với một hành tung tựa như zombie. Tất cả những chú kiến bị nhiễm loại nấm này đều tìm đến những địa điểm tương đồng, leo lên cao khoảng 25cm trên một cây cây, nơi mà độ ẩm thích hợp cho nấm phát triển. Sau đó con vật sẽ bò xuống dưới mặt đất của một chiếc lá và bám mình vào đấy và chết. Trong vòng 24 giờ sau đó, những cây nấm sẽ mọc ra từ xác con vật chết. Chúng gieo các bào tử rơi xuống nền đất của rừng mưa, nơi những con kiến khác có thể đi qua và tiếp tục một chu kỳ mới. Xem xong video thì có bạn nào thấy giống mình không? Cảm thấy là sợ trái đất này thật? Và biết đâu là trong tương lai lại có một loài ký sinh nào đó có thể hách não con người và biến con người trở thành zombie thì sao? Các bạn nghĩ sao? Hãy comment ý kiến bên dưới video. Và đừng quên like, share, subscribe và ấn chuông cho kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt.